Một tấm séc 500.000 euro sẽ chờ đợi mỗi cầu thủ của Paris Saint-Germain PSG nếu họ đánh bại Bayern Munich ở trận chung kết Champions League diễn ra vào rạng sáng ngày 24/8 theo giờ Việt Nam, nếu vượt qua nhà vô địch của Đức Bayern Munich PSG sẽ có chức vô địch Champions League giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ, đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Theo tờ Le Parisien, nếu PSG lên ngôi, mỗi cầu thủ của đội bóng thủ đô nước Pháp sẽ được nhận ngay tấm séc trị giá 500.000 euro, điều thú vị là khoản thưởng mà ông chủ PSG, Nasser Al-Khelaifi có thể phải chi lần này nếu vô địch Champions League xuất phát từ một cuộc đàm phán từ năm 2013 giữa tiền đạo ngôi sao Zlatan Ibrahimovic và ban lãnh đạo đội bóng. Ibrahimovic từng chơi cho đội bóng thủ đô Paris từ năm 2012 đến 2016 và hiện đang khoác áo câu lạc bộ AC Milan. Vì vậy, việc đăng quang Champions League sẽ giúp mỗi cầu thủ của PSG sẽ nhận một khoản thưởng cực lớn, lên đến 1 triệu euro. Bởi trước đó, các cầu thủ đã bỏ túi 500.000 euro tiền thưởng từ chức vô địch Ligue 1 400.000 euro, cúp quốc gia và cúp liên đoàn Pháp đều 50.000 euro. Theo báo giới Pháp, chủ sở hữu giàu có đến từ Qatar đã đưa ra mức thưởng khủng trên nhằm khích lệ các cầu thủ phấn đấu để đoạt được chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, sau khi vượt qua Leipzig một cách thuyết phục ở bán kết để lần đầu tiên vào chung kết giải hàng đầu châu Âu, PSG vẫn còn một chướng ngại vật cực lớn là Bayern Munich ở trận chung kết khi đội bóng Đức đang có một phong độ cực cao, thắng 10 trận liên tiếp ở Champions League và bất bại 29 trận 28 thắng.